Cảm ơn quý bà con và các bạn đã xem hết clip của mình ngày hôm nay nha. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Chúc quý bà con và các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Hello, tạm biệt quý bà con và các bạn nha. Hẹn gặp lại clip lần sau. Bye bye.